Cái gì mà ứ dữ hả? Ăn ăn cái gì vậy? Sầu riêng. Sầu riêng mà màu đỏ không? Hương rồi. Hương mà ăn được kìa. Ăn được chết á. Hả? Chết? Ừ, không chết. Vậy thôi, ăn cái này được hả? Ừ, không. Ăn được. Cái gì vậy? Xin ăn, xin ăn. Xin ăn giòn giòn hả? Ừ. Cái này bỏ vỏ nè. Nước tiểu chó. Hả? Nước tiểu chó. Nước tiểu chó. Ừ. Nước tiểu mà uống ha. Ừ. Nó bay mùi đậu đậu ha. Ừ. Sai. Bụi phấn, bụi phấn. Cái gì? Bụi phấn. Tự nhiên mình uống tự nó nước tiểu chó chứ mình uống nước tiểu chó.